Kính chào quý vị đến với bản tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về phương án đầu tư kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành Suối Tiên Metro số 1 kết nối với hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Trong đó, đoạn kéo dài về Đồng Nai sẽ có chiều dài hơn 20 km kết nối đến xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom. Cụ thể, đoạn 1 sẽ từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thắng S0 dài 1,8 km. Từ ga S0 tuyến đi trên cao dọc theo xa lộ Hà Nội đến trước khu vực nút giao đường Amata thì đi vào giữa quốc lộ 1. Đến khu vực công viên 30 tháng 4, tuyến rẽ phải đi trên cao dọc theo quốc lộ 1. Đến khu vực giao cắt giữa đường Thái Hòa thì rẽ trái vào khu vực Depot tại xã Hồ Nai Ba. Tính toán của đơn vị tư vấn cho thấy, để thực hiện kéo dài tuyến Metro số 1 về Bình Dương và Đồng Nai, tức hai nhánh, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 86.000 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư công của 3 tỉnh thành để thực hiện dự án. Cũng liên quan đến hạ tầng giao thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường, di rời hạ tầng kỹ thuật, công tác triển khai các khu tái định cư để triển khai dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua Đồng Nai. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đối với việc xây dựng hai khu tái định cư tại phường Tam Phước và tại phường Phước Tân trên địa bàn thành phố Biên Hòa thuộc tiểu dự án thành phần 1 phải được khởi công trong năm 2024. Về công tác kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất, tỉnh yêu cầu các địa phương Biên Hòa và Long Thành phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 tới. Cho công tác lập phương án bồi thường, đối với các hồ sơ đã được Ủy ban Nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị các địa phương thẩm định nguồn gốc đất thì hoàn thành lập phương án bồi thường trong vòng 5 ngày. Thực hiện niêm yết công khai đồng thời với trình thẩm định phương án bồi thường trong vòng 20 ngày, trình phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất đối với các trường hợp thống nhất với phương án bồi thường sau khi niêm yết không quá 7 ngày. Tin tức ở các địa phương, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai hôm qua đã tổ chức kiểm tra công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa huyện Long Thành giai đoạn 2020-2023. Hiện diện tích đất trồng lúa ở Long Thành đến năm 2023 có trên 2.200 ha. Trong giai đoạn 2020-2023, huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng lúa sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn với hơn 220 ha. Với định hướng toàn bộ huyện Long Thành sẽ phát triển lên đô thị công nghiệp. Vì vậy, dự kiến đến năm 2030, đất trồng lúa của huyện chỉ còn khoảng 26 ha, giảm 2.118 ha so với năm 2020. Cũng tại huyện Long Thành, đoàn công tác của huyện ủy đã có buổi làm việc tại đảng ủy xã Lộc An nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện về mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2023, đảng ủy xã Lộc An đã thực hiện vượt và đạt 34 trên 38 chỉ tiêu. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được đặc biệt quan tâm, các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được tổ chức sâu rộng, hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao. Về phát triển kinh tế xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ 300 triệu đồng, đạt 92,6% dự toán. Công tác y tế và giáo dục tiếp tục được quan tâm, đảm bảo đời sống cho người dân ở địa phương. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Thống Nhất tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm qua, tổng trị giá các hoạt động trợ giúp nhân đạo và chăm sóc sức khỏe là trên 10,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp tổ chức vận động và tiếp nhận 9 đợt hiến máu tình nguyện với tổng số gần 1.800 đơn vị, đạt 105% chỉ tiêu được giao. Trong năm 2024, Hội Chữ thập đỏ huyện Thống Nhất sẽ tập trung phát triển hội viên mới, thực hiện tốt công tác mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, thành lập và duy trì các điểm cấp cứu tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, v.v. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Trảng Bom vừa tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6 tháng 12 1989, 6 tháng 12 2023. Trải qua 34 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam nói chung và Hội Cựu chiến binh huyện Trảng Bom tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội hiện có gần 2.600 hội viên sinh hoạt ở 20 hội cơ sở. Trong năm 2023, hội đã thăm, động viên và trao quà cho cán bộ hội viên với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số dư nợ 37 tỷ đồng cho hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, đảm nhận xây dựng, quản lý 46 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, v.v. Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm triển khai phong trào kế hoạch nhỏ 2 tháng 12 1958, 2 tháng 12 2023,
Liên đội Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Định Quán đã tổ chức trao tặng 22 suất học bổng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá 200.000 đồng từ nguồn quỹ các bạn đội viên tiết kiệm tiền ăn sáng, quà vặt, nuôi heo đất tiết kiệm trao tặng hàng tháng cho một bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp để trang trải, mua sách vở, đồ dùng học tập. Hoạt động này nhằm giáo dục cho các bạn đội viên học sinh trong toàn trường về lòng yêu thương con người. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.